Bí quyết để trở nên giàu có quan trọng nhất đó là bạn phải biết rõ được mục tiêu của mình, hay nói chính xác biết rõ điều mình muốn. Và một trong số những cái điều khác biệt nhất của một người giàu và một người nghèo đó chính là cái khả năng thay đổi, hay cái điều là gì ạ? Sự sẵn sàng thay đổi và hành động để đạt được mục tiêu đó. Và một trong số những chương trình mà mình thường hay giới thiệu với những cái người bạn của mình đó là chương trình gì ạ? Đánh thức sự giàu có của luật sư diễn giả Phạm Thành Long. Anh thầy là một cái người thầy, là một cái người chỉ đường, là một cái người mà truyền cảm hứng trong cuộc đời của mình. Và nếu bạn chưa có mặt ở đây thì hãy có mặt, bởi vì bạn có thể bạn đã biết những cái điều này nhưng hầu hết là chúng ta chưa biết nó. Và đánh thức sự giàu có là một nơi không phải để dạy bạn làm giàu anh chị ạ, mà đánh thức sự giàu có sẽ giúp bạn nhận thức được rằng mọi thứ bạn cần đã có sẵn bên trong con người bạn rồi, và chính bạn không ai khác sẽ tạo nên ạ, sự giàu có cho chính mình. Và sự thay đổi của bạn sẽ giúp bạn có được những thứ tốt đẹp đến với cuộc đời của mình: tiền bạc, mối quan hệ, sức khỏe, thời gian, hạnh phúc, tất cả sẽ đến với bạn theo cái mức độ mong muốn của bạn và sự tin tưởng của bạn dành cho vũ trụ. Và bạn sẽ ngạc nhiên rằng sẽ có hàng ngàn người đã đến, sẽ đến và sẽ có những người tiếp tục đến chương trình này nhiều lần hơn nữa cùng với gia đình, đội nhóm của họ. Và hẹn gặp lại bạn tại các chương trình Đánh thức sự giàu có của luật sư diễn giả Phạm Thành Long. Xin chào.